Bill Gates, nhà sáng lập Microsoft, từng nói: "Trong vòng 5 năm tới, nếu bạn không đưa công việc kinh doanh của mình lên Internet, thì tốt nhất bạn đừng kinh doanh nữa." Internet đã thay đổi hoàn toàn hành vi của cả thế giới. Hàng hóa được bày bán trên các không gian mạng, tiếp cận khách hàng bằng những phương thức khác nhau, không còn bị giới hạn bởi yếu tố địa lý. Người mua tìm thấy món hàng mình thích, chọn mua và thanh toán bằng một ứng dụng ngân hàng qua điện thoại. Giao dịch hoàn thành. Cả người mua lẫn người bán đều không cần phải gặp mặt và giao dịch trực tiếp. Rất nhiều người đã thực sự đổi đời nhờ kinh doanh online. Tuy nhiên, kinh doanh online thường bị nhầm lẫn với bán hàng trên mạng xã hội. Vì vậy, nhiều người thường chỉ đăng thông tin sản phẩm lên Facebook hoặc Zalo để bán và bỏ cuộc sau ít ngày do không ai quan tâm. Để kinh doanh thành công, bạn cần xây dựng cho mình một hình ảnh đẹp trong tâm trí khách hàng. Sau đây, tôi xin chia sẻ với bạn 5 bài học đắt giá về xây dựng thương hiệu cá nhân khi kinh doanh online mà tôi đã đúc kết được trong suốt nhiều năm qua. Tận dụng mọi nền tảng của mạng xã hội. Bạn phải tạo được sự hiện diện của mình trên các mạng xã hội chủ đạo như Facebook, YouTube, TikTok. Tốt hơn nữa, hãy tạo cho mình một website, một blog để mọi người có thể truy cập vào và tìm hiểu thông tin về cá nhân bạn, về công việc bạn đang làm, về những sản phẩm, dịch vụ mà bạn đang cung cấp. Bạn hiện diện càng nhiều thì càng nhiều người biết về bạn, đồng nghĩa với khả năng thành công của bạn càng cao. Hình ảnh tương đồng với giá trị theo đuổi. Nếu ngách của bạn là kinh doanh, bạn cần xây dựng cho mình một hình ảnh chỉn chu của một doanh nhân. Nếu bạn làm trong lĩnh vực sức khỏe, bạn cần phải có một thân hình khỏe mạnh. Sẽ vô nghĩa nếu hình ảnh của bạn lịch lãm nhưng bạn chỉ bàn về lô đề, cá độ bóng đá hoặc than vãn về cuộc sống. Sẽ chẳng ai tin bạn nếu bạn béo phì, lười biếng nhưng lại kinh doanh về các sản phẩm giảm cân hoặc bán các khóa tập gym. Thông điệp nhất quán. Tất cả mọi bài viết, mọi video clip mà bạn truyền tải tới khách hàng mục tiêu phải truyền tải cùng một thông điệp. Nếu hôm nay bạn nói về thời trang, ngày mai bạn nói về xe hơi, ngày kia bạn lại viết bài về chạy bộ, sẽ chẳng ai định hình được bạn đang muốn tập trung vào vấn đề gì cả. Và như vậy, mọi nỗ lực của bạn sẽ đổ sông, đổ bể. Khi tôi chia sẻ về kinh doanh online, có thể tôi sẽ nói về cách làm thế nào để sáng tạo nội dung hấp dẫn. Có thể tôi sẽ quay clip hướng dẫn làm thế nào để kiếm tiền từ tiếp thị liên kết. Hoặc có thể tôi sẽ chỉ cho mọi người cách làm thế nào để có một video nhiều tương tác. Nhưng tất cả đều tập trung vào nội dung phát triển công việc kinh doanh trên Internet. Xuất hiện liên tục. Người dùng Internet rất dễ bị cuốn hút với vô số những thông tin dày đặc trên mạng. Vì vậy, nếu bạn không xuất hiện liên tục, bạn sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Hãy đều đặn cung cấp cho khách hàng tiềm năng những nội dung hấp dẫn để giữ chân họ lại cho đến khi bạn có một chỗ đứng bền vững trong tâm trí họ. Là chính mình. Bạn phải là chính bạn, kể những câu chuyện của riêng bạn bằng tính cách của con người bạn mà không ai có thể bắt chước được. Nếu có thể hài hước, hãy hài hước. Nhưng nếu không thể, đừng cố gắng tỏ ra hài hước. Vì mặt trái của tỏ ra hài hước là lố bịch. Rất nhiều người nghiêm túc vẫn có một lượng khán giả đông đảo theo dõi. Bạn có thể mượn một vài câu chuyện của doanh nhân để đưa vào câu chuyện của mình. Nhưng nếu tất cả những gì bạn có được là sản phẩm sưu tầm, mọi người sẽ quay lưng lại với bạn. Cái họ cần là một bản chính, dù xù xì, gai góc, thô ráp, nhưng chân thực, không phải là một bản sao lấp lánh. Chúc các bạn nhanh chóng xây dựng được thương hiệu cá nhân của mình trên Internet và từ đó thành công cùng với kinh doanh online.